À, dạ em xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là phiên lan rừng tối ngày 17 tháng 6 năm 2022 mọi người. Rồi thì hôm nay bên em về một số các mặt hàng lan rừng. Thì sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra từng hình và đánh số thứ tự trên mỗi hình. Mọi người xem được cái phần nào thì mọi người chốt hình đó nha. Rồi thì hôm nay bên em về được có lan thứ nhất là lan kiều vuông hay còn gọi là thủy tiên trắng mọi người. Tiếp theo là kiều dạt hay gọi là thủy tiên dạt, kiếm luồng, kiếm bà nà, và có các cái dề siêu phẩm kiều cam rất đẹp nha mọi người. Đấy rồi thì đây hôm nay về cái dề kiều cam và nguyên bản luôn và các dề rất đẹp đấy, và có vài phần tục tiểu hồ điệp nhà rừng nha mọi người. Đấy rồi thì trước khi vào quay chi tiết thì em sẽ giới thiệu ở kênh của em. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2. Số điện thoại liên hệ là 070-611-5694. Đồng thời số này là số Zalo của em luôn. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin. Em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi, theo thứ tự thì em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới cho mọi người dễ theo dõi nha. Rồi, đầu tiên là hàng kiều vuông nha mọi người. Đấy, kiều vuông hôm nay hàng rất là xinh tươi thì cũng có 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần, 7 phần nha mọi người, 7 phần kiều vuông. Đấy, thì dao động từ 150, 100 nghìn, đấy, chia nhỏ cho mọi người sưu tầm nha. Đấy. Rồi 3 phần đầu là phần kiều lớn nha mọi người, giá 150 nghìn nha mọi người. Đấy. Rồi, hình đầu tiên kiều vuông này, 150 cho năm về. Này là kiều kiều con tâm hay gọi là kiều Tây Nguyên nha mọi người. Đấy. Đây là kiều miền Trung. Đấy. Rồi, về đầu tiên này đã kiều vung đây, mọi người thêm xem hình thức lá thân này kia là có khác ở một số nơi mọi người mua hay hay không. Đấy, rồi một này, hai này, đó. Hai về này, rồi ba này, đó. Cây đang lấy cây con nha mọi người. Đấy, ba này thì thằng này là cánh trắng hồng vàng nha mọi người. Ba này, bốn này, đó. Lá mít đẹp luôn nha mọi người. Bốn này, rồi năm về nha mọi người. Đấy, cái này là cái quét hoa cũ của nó này. Rồi năm về giá là 150 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo hình số 2 cũng kiều vuông luôn, 150 cho năm về luôn. Đấy. Rồi đây về đầu tiên này. Đó. Tiếp theo là về số 2 này. Đấy. Cái cây này nó kiểu đứng chậu rồi, mọi người về trồng là ok nha mọi người. Đó. Hai về nè, ba nè, bốn nè, rồi năm về nha mọi người. Đấy, năm về, năm về kiều vuông giá là 150 nha mọi người. Rồi tiếp theo là hình số 3, 150 luôn, năm về nha mọi người. Đấy. Rồi đây là về đầu tiên nha mọi người, nó đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là về số 2 nè, số 3 nè, số 4 nè, rồi số 5 nha mọi người. Đấy, năm về, năm về kiều vuông giá là 150 nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo hình số 4, 100.000 cho năm về. Đấy, đây về đầu tiên này. 1 này. 2 này. Đó. 3 này. 4 này. Rồi, năm về nha mọi người. Đấy, năm về giá là 100.000. Đó. Rồi hình 4. Tiếp theo hình số 5, 100.000 năm về luôn. Đấy. Không có 1 này, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5. Rồi 5 về nha mọi người, 5 về kiều vuông giá là 100.000. Đấy. Tiếp theo hình số 6, 100.000 cho 14 về nhỏ. Còn có 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14. Rồi 14 về kiểu nhỏ nhưng mà này hàng giống, giá là 100.000 nhưng mà. Đấy, rồi là hình số 6. Rồi tiếp theo là đến hình số 7. Hình số 7 100.000 cho một nguyên bản và một hai cái dây kiều vuông. Đó.
Đây là nguyên bản đầu tiên này, đấy, này nguyên bản kiểu vuông và nó có cả các cái lọng trên này nữa, nhưng mà hai trong một, người mua một mà được hai đây, đó, nguyên bản rất đẹp. Rồi tiếp theo về kiểu vuông này, một về này, rồi hai về, đó hai về kiểu vuông nha mọi người, rồi hai về kiểu vuông và một nguyên bản, giá là 100.000 nha mọi người, 100.000 cho cái hình kiểu này. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em về có lan kiều dạt nha mọi người, kiều dạt hay còn gọi là thủy tiên dạt. Đấy, lan này thì hoa rất đẹp, hoa màu vàng, chùm hoa nó rất là ok luôn. Hình tám nha mọi người, hình tám về lớn 200.000 cho về lớn này. Đấy, anh nguyên về này thì nó có khá là nhiều thân tơ, 1 2 này, 3 này, 4 này, 5 6 thân tơ luôn mọi người. Đấy, 6 thân tơ và cái thân già. Thì cái này nó chưa lên mầm con nhưng mà nó chuẩn bị nó lên tương ứng một thân tơ sẽ lên một mầm con nữa. Đấy, cây nào nó ra hoa vừa mùa đầu chưa lên mầm con thì nó sẽ ra cây con như vậy đấy. Hình 8 giá 200 nha mọi người, đấy, cây rất đẹp. Rồi tiếp theo hình số 9, hình số 9 kiều dạt 200.000 nguyên một về nha mọi người. Đấy thì thằng này có một thân tơ này, hai thân tơ này, ba thân tơ nha mọi người, đó cây rất đẹp luôn rồi. Này mọi người lên nha, lên chậu nhìn rất là ok luôn nha mọi người. Đó. Rồi, đó là hình kiều dạt số 9 200. Rồi tiếp theo hình kiều dạt số 10 150 nha mọi người. Đấy, nguyên về nè. Đó, còn có ba thân tơ rất đẹp luôn nha mọi người. Đó này mọi người lên chậu nhìn rất là mê mẩn luôn nha mọi người. Đấy. Hoa kiều dạt thì tiền kiệt rất đẹp. Đấy. Rồi, cái này là hàng ở vùng rừng Con Tâm Tây Nguyên nha mọi người. À 10 150. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em giới thiệu đến mọi người đó hình số 11 kiều dạt luôn mọi người. Đấy, giá 150 cho một chè này. Đấy. Đây, về này cũng có một thân tơ 2 3 4 5 5 thân tơ luôn mọi người. Đấy. 5 thân tơ, mọi người lên chậu nhìn nó đẹp mọi người. Đấy. Đấy. Cố định là nó là một cái thân con mới lên này. Đó, rồi anh kiều dạt hình 11 150. Tiếp theo hình 12 100.000 nha mọi người. Đấy. Nguyên về này cũng có một nè, 2 3 và một thân con mới lên nữa mọi người. Đấy. Rồi, về này giá 100 thôi. Đấy, cho mọi người sưu tầm. Đó. 12 100. Tiếp theo hình 13. 100 luôn nha mọi người. Đấy, không có một này, hai này. Đó, thân lá mít nó rất đẹp mọi người. Đấy. Đó, lá mít luôn. Thân rất là chắc chắn này, lên mầm con này rồi mọi người. Đấy. Rồi, đó là hình 13 100.000 kiểu dạt. Tiếp theo hình 14 100.000 một phần thì gồm có các cái dề như thế này. Đó. Đây là dề đầu tiên này, dề này đập đó ra hoa có trái đó này. Đấy. Một cái thân tơ này, cái này chưa lên cây con nha mọi người. Đó, một dề này, này là một cây trên kỳ này. Đó. Cái này một dề nha mọi người, dề này. Rồi tiếp theo là một cái kỳ nữa, đang lên một cái mầm con này, hai mầm con này. Đó. Đó, kiểu mạt kiểu dạt nó mọc rễ trên thân thì nó còn ngộ nha mọi người. Rồi 14 100.000 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có hai cái phần lan kiếm lùn nha mọi người. Đấy, thì em bữa giờ có được cái kiếm lùn này về lại này, 100.000 cho hai dê. Đấy, đây là dê đầu tiên này. Đó. Đó, cây kiếm hoa phát đứng đó nha mọi người. Thì này kiếm rừng thôi, em chẳng biết hoa như thế nào nhưng mà. Rồi tiếp theo về số 2 này. Đấy, này là nguyên một về luôn nha mọi người. Đó, thì này kiếm lùng mọi người, để nguyên nguyên về như thế này cũng được, bỏ chậu vô cũng được nha mọi người. Đấy, còn không là mọi người tách nó cũng được. Đấy. Đấy, hoa của nó đây. phát hoa ra như thế này nha mọi người. Đấy. À, này kiếm lùng nhìn mini rất đẹp nha mọi người. Đó, nguyên về. Rồi, hình 15 kiếm lùng 100.000 nha mọi người. Tiếp theo hình 16 100.000 luôn cho hai về. Rồi đây về đầu tiên nè. Đó. Mọi người thấy này, nó có chùm hoa nó rất là độc đáo nha mọi người. Đấy. Này, nó phát đứng lên nè. Đó, ra hoa như thế này, chùm trái rất đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo về kiếm lùng số 2 này. Đó. Rồi, hai về kiếm lùng nha mọi người, giá là 100.000.
Rồi, tiếp theo ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến mọi người đó là lan kiếm bà nà. Đấy, kiếm bà nà thì thằng này hoa cánh trắng, hồng vàng, và khi nó gần ấy là thì nó có màu hồng nha mọi người, và nó chuyển hồng đậm khi nó tàn nha mọi người. Rồi, 17-200 cho cái bụi kiếm bà nà nha mọi người. Đây là cây nguyên về nha mọi người, đó, rất đẹp. Rồi thì thằng này thì mọi người trồng là đứng chậu như thế này đó, thêm một ít giá thể này là giá thể sống của nó rồi, nên mọi người chỉ cần thêm một ít thông rồi than ấy này kia và cái phân chuồng luôn rồi đó. Thì mọi người ấy đừng có lắp gốc nó lại là được nha mọi người đấy. Cho nó thoát nước nữa là được đấy. Giữ ẩm cho nó một cái thoát nước là ok đó. Là kiếm bà nà nha mọi người, về đầu tiên quá đẹp luôn, trồng trồng chậu luôn này mà nguyên về thôi. Mọi người trồng lên nó sẽ trồng chậu rất đẹp. Rồi, hình 17 giá là 200 cho cái kiếm bà nà nha mọi người. Tiếp theo hình 18 150 đấy, cho cái về này đó. Rồi, này là nguyên về nha mọi người, đó đang lên những cái về cái giá hình rất đẹp đó này. Rồi ok nha mọi người, đấy 150 cho cái về số 18. Tiếp theo hình 19 100.000 đây một về này. Đó, nguyên về này, nó mọc rất là bonsai nha mọi người. Đấy. Đó, này mọi người về bỏ vào chậu ấy, dùng những cái ghim quanh cái này cho nó đứng cái này kia cho nó đỡ lung lay là được nha mọi người. Đây, đó. Thì mọi người hình dung như thế này, nó lên chậu nhìn rất là mà mê mẩn luôn nha mọi người. Đấy, hoa kiếm bana rất đẹp. Đấy. Rồi, đó là đại năng lên các thân các mầm con này. Rồi hình 19 100. Tiếp theo hình 20 100 luôn nha mọi người. Đấy. Thì đây cũng một cây nguyên về đó, thì nó phát các gia hình này rất là khỏe luôn nha mọi người. Đấy, dày luôn nè mọi người. Vào chậu lên cố định lại nó sẽ đẹp thôi đó. Rồi hình 20 giá là 100 luôn nha mọi người. Rồi tiếp theo hình 21, hình 21 là 100.000 cho 3 dê. Ở đây là dê đầu tiên này, nó lá xếp nhìn đã nha mọi người. Đấy, nguyên cây này nó xòe nó đẹp đẹp kinh khủng luôn nha mọi người. Rồi tiếp theo về số 2 này, đó, cây lá xếp đẹp nha mọi người. Đây về số 3 đó, 3 về giá là 100.000. tiếp theo hình 22 100.000 cho 3 về luôn. Đây về đầu tiên này đó, tiếp theo là về số 2 này đó, cây rất là khỏe nha mọi người. Đây mà này, đấy ra hoa có hai trái này. Đó, rất đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo về số 3 này. Đó, bà về kiếm bà nà nha mọi người. Đấy. Rồi giá 100.000. Tiếp theo phần 23 kiếm bà nà 4 về 50.000. Thế này thì em bán mọi người gộp đơn thêm nha mọi người. Thế này các cái hàng lẻ lẻ nhỏ nhỏ nha mọi người. 3 này, 4 này, đó, 4 cái về kiếm này 50.000. Thì mọi người gộp đơn giúp em nha. Đấy. Rồi. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến mọi người đó là lan kiều cam, hay còn gọi là thủy tiên cam nha mọi người. Thằng này thì cánh trắng hồng cam nha mọi người. Đấy, thì hôm nay em về được có hai cái siêu phẩm kiều cam ở vùng rừng Kon Tum Tây Nguyên nha mọi người. Đấy, thì gì đầu tiên gì lớn này và một cái gì nguyên bản. Đấy. Rồi thì đây mọi người nhìn tổng thể, đây là một cái thằng nguyên về nha mọi người. Đó, nguyên về rất đẹp. Đấy. Lâu lắm rồi mới có một cái gì kiều đẹp như thế này mọi người. Đấy. Cái này mà mọi người có quán cà phê hay cái này kia mà có một cái gì kiều như thế này thì đúng đúng chất luôn nha mọi người. Thì cái điểm nổi trội của cái gì kiều này á thì là khi tới mùa hoa thì tất cả trên các thân này á nó có mắt ngủ á, mắt hoa thì nó đồng loạt nở hoa một lúc nha mọi người. Đấy, thì nên là mọi người sưu tầm những cái gì nguyên về như thế này thì nó đồng nhất cái ren của nó này kia là tới mùa nở rộ cùng một lúc nha mọi người. Đó, thì đó là đặc điểm nổ trầu của những cái nguyên về như thế này nha mọi người. Đấy, kiều cam nguyên về như thế này nha mọi người. Đó, thì đó, hoa của nó thì nó xóa xuống ở dưới đây này. Đó, hoa này còn giống nó giống như hay người ta gọi là hoa lồng đèn ấy. Đấy, nó làm cái chùm hoa thòng xuống đấy, rất đẹp luôn. Rồi thứ hai là cái thằng này là một cái dòng lá mít. Đấy, rất đẹp nha mọi người. Găng của nó này. Nó lành sóng lá rất đẹp nha mọi người. Đó, nó không phải nó nhưng mà nó lành lá nó lành sóng găng luôn nha mọi người.
Hôm nay nhìn cái lá nó có sức sống, nó có thần thái lắm nha mọi người. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy. Thì kiểu lá của nó đây. Đây là những cái thân tơ nhất thì mọi người về trồng thì nó sẽ lên như thế này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 4 5 6 lá này. Thì mọi người nhìn cái hình thức lá của nó thì nó thuộc dạng cũng đẹp nha mọi người. Đấy, một số nơi thì lá kiểu nó không có đẹp như thế này đâu. Đó, thì lá nào cũng thế nó mọi người. Đấy. Đó, nói chung là nguyên về của nó thì nó lá như nhau này đó, thì mọi người về sau trồng nó ra những cái cây con ở dưới này này, nó lên những cây con mới như thế này này đó, nó sẽ lớn đằng ra mà nó đẹp như thế này. Nhưng mà đây mọi người trồng tại vườn thì nó sẽ đẹp lá như thế này đó. Đấy. Và hoa những cây như thế này cây rất khỏe và ra hoa rất là dài nhưng mà đấy. Đây, sưu tầm những cái về như thế này thì không có uổng phí đâu nha mọi người. Đây. Đã luôn nha mọi người. Đó. Đã miên man luôn này. Đấy, về lớn lắm mọi người, nặng lắm. Đấy. Rồi. Cái về kỳ đầu tiên giá là 500 nghìn cho cái về VIP nha mọi người. Siêu phẩm này giá như thế này là mọi người chụp rất là nhanh luôn nha mọi người. Đấy, tranh thủ. Em đếm cái này là khoảng 20 thân tơ nha mọi người. Đấy. Những thân mà có lá như thế này này, đấy, thì khoảng 20 chiếc thân tơ. Đó, 20 chiếc thân tơ như thế này. Đó, còn những thân dài thì vô kể. Đấy, nên là mọi người tới mùa hoa nó sẽ có một cái dệt kiều rất là mộng mơ luôn. Đấy, 20 thân tơ trong cái này nhưng mà 19 đến 20 thân tơ trên một cái dệt này. Đó. Rồi, hình này giá là 500 nha mọi người, 500 cho cái dệt kiều VIP này. Đấy. Rồi tiếp theo là một cái thằng nguyên bản cũng kiều cam luôn nha mọi người. Đấy, nguyên bản này. Đó, thì trên rừng nó như thế này. Đấy, bà con chặt về nha mọi người. Đấy, nó mọc thành cái nhánh cây như thế. Đó. Rồi thì nó hơi lỏng nên người ta hơi bó lại nha mọi người. Thì nó là một cái cây nguyên về, nó nguyên bản như thế này nha mọi người. Đó, rất đẹp nha mọi người. Đây thì đặc điểm nổi trội là nó là nguyên bản. Này mọi người không cần phải ghép, không cần phải ghép nữa nha mọi người. Đấy, thì những về như thế này thì nó thường nở hoa cùng một lúc luôn. Đấy. Rồi thì em đếm cái thân tơ cho mọi người nè. Đấy, thằng này là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này. Rồi, 18 thân tơ nha mọi người. Đấy, nó cũng không thua kém gì cái gì này nha mọi người. Nó nhìn nó bé hơn nhưng mà toàn là thân tơ không. Đấy. Còn về lá của nó này. Đấy, lá của nó cũng rất là ok nha mọi người. Đây, lá của nó này. 1 2 3 4 5 6 lá, kiều 6 lá nha mọi người. Đấy. Những cái này thì ở trong rừng thì nó có cái màu phấn như thế này nha mọi người. Đó là chuyện bình thường. Đấy. Khi mọi người trồng ở vườn thì nó sẽ ra như thế này, nó sẽ sạch sẽ và như thế này. Đó. Đây, cái này là các cái hoa cũ của nó này. Đấy. Rồi, thằng này là thằng nguyên bản rồi, đấy, đẹp luôn. Đó. Rồi, hình 25, hình 25 nguyên bản, giá là 300 nha mọi người, 300 cho cái dệt kiều nguyên bản này, đấy, rất đẹp. Đấy. Rồi tiếp theo là đến hình 26 nguyên về kiều cam con tâm luôn. Đấy, về này thì 200 cho người sưu tầm nha. Đấy, đây cây nguyên về này. Đấy, thế cây mọc thì nó cũng đẹp. Đấy, thằng này thì thân nó đỏ luôn nha mọi người. Đấy, đỏ luôn. Đấy, thì nó cũng có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 thân tơ nha mọi người. 7 thân tơ nguyên đi một về như thế này nha mọi người. Đấy, và cắt rất là nhiều thân già. Đó, thì đây ngoài tự nhiên mọc như thế này, người về ghép có cây này kia là ghép vào nhìn tự nhiên đẹp luôn nhưng mà. Đấy. Rồi 200 nghìn cho cái dề kiều cam này nha mọi người. Đấy, thân mọc nè, thân rất là mọc luôn, lá rất là to nha mọi người. Đấy, 1 2 3 4 5 6 lá luôn. Đó, rất đẹp. Đó. Rồi đó là cái thằng kiều cam về 200 nha mọi người. Đấy, hình 26 200 nghìn cho cái về kiều cam này. Đấy, nhìn rất đẹp. Đấy. Rồi tiếp theo hình 27 150 cho hai về nha mọi người. Đấy. Rồi
Đây là cái dề đầu tiên này, đây là dề kề đầu tiên đó. Nguyên dề nha mọi người, thì mọi người nhìn vào thì thấy rất là nhiều thân tơ nha mọi người. Nên những dề như thế này thì rất là ok rồi đó. Thân tơ của nó thì đào vào khoảng 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 thân tơ luôn nha mọi người. Một dề 10 thân tơ luôn. Đấy, rất đẹp nha mọi người. Đó, và một cái dề này nữa, dề này 2 thân tơ. Đó, 2 dề giá là 150. Mọi người sưu tầm dề cũng quan tâm nha mọi người. Rồi tiếp theo hình 28, 150 cho một nguyên bản cộng một dề. Đấy. Rồi đây là nguyên bản người, cái này thì nó hơi lỏng, khi em gửi em sẽ buộc lại cho mọi người. Đấy. Rồi đây là cây nguyên bản nha mọi người, 1, 2, 3, 4 thân tơ, nhìn cũng rất là đẹp nha mọi người, ngồi tự nhiên thì nó mọc như thế nha. Đấy. Rồi và một cái dề kiều cam này nữa, dề này thì cũng có 1, 2, 3, 4, 5 thân tơ luôn nha mọi người, toàn là thân tơ không à. Đấy, nguyên dề thân tơ không. Đấy. Mọi người lên chậu mọi người cố định lại nha. Đấy. Cố định các thân lại bằng những cái dây á này kia là này. Đấy. Thằng này thì nó hơi bị gấp chỗ này xíu rồi nhưng mà do quá trình khai thác á. Nhưng mà sau nó lên thân khác sao không có vấn đề gì nha mọi người. Đấy. Rồi hình 28 150 cho một nguyên bản trong một dề này. Đó. Rồi, 150 nha mọi người. Rồi tiếp theo hình 29 150 cho ba dề. Rồi, đây là dề kỳ đầu tiên này, đấy, kiều cam đầu tiên nha mọi người. Đấy, đây này, em gửi thấy không, thằng con nó lên này. Khi những cái thằng lấy này kia thì thằng con nó sẽ lên ngay chỗ gốc này luôn. Đó, này này, lên và thay thế những cái cây mẹ như thế này. Đó, này cái đó, kiều nó cũng độc đáo lắm mọi người. Một này. Rồi tiếp theo dề số 2 này. Đấy, lá đẹp nha mọi người. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 luôn. Đấy, 6 cặp lá. Đó. Rất đẹp. Dề số 2 này, và tiếp theo là dề số 3. Đó, 3 dề nha mọi người, 3 dề kiều cam rất đẹp luôn. Đó. Rồi, 150 nha mọi người, 150 cho 3 dề kiều cam này. Rồi. Rồi, tiếp theo em giới thiệu mọi người đó là hình số 30, kiều cam quan tâm nha mọi người, 100.000 cho 2 dề. Đấy. Rồi, đây là dề đầu tiên này. Đấy, nguyên dề nha mọi người. Đấy, thằng này 1 2 3 4 5 6. 6 thân tơ nha mọi người. Đấy, nguyên dề của nó này. Đó. Nhìn rất đẹp luôn nha mọi người. 7 thân tơ luôn. Đấy, thân tơ dưới nè. Rồi, tiếp theo là một cái dề nữa nha mọi người. Đấy. Rồi, 2 dề. Giá là 150 nha mọi người. Giá 100.000 nha mọi người. Đấy, 30 100.000. Tiếp theo 31 100.000 cho 3 dề nha mọi người. Đó, đây là dề đầu tiên. Đấy. Hai thân tơ nè. Rồi tiếp theo là dề này. 1, 2, 3 thân tơ nữa. Đấy, và tiếp theo dây này nữa. Đấy. Thì ở trên rừng thì hàng kiều rừng thì nó như thế này thôi nha mọi người. Đấy. Nó dính các cái lóng cống tắm trên rừng này. Đó, này là cái phấn trên rừng nha mọi người. Bụi bẩn ở trên rừng rồi này kia. Đó. Đặc trưng của rừng. Đấy. 31, 100.000 cho 3 dây nha mọi người. Đấy. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có 4 phần tiểu hồ điệp. Tiểu hồ điệp rừng nha mọi người. Đấy, hồ điệp rừng. Này gọi là tiểu hồ điệp thì nó giống như cây hồ điệp của mình chơi Tết đó nha mọi người. Bề thân lá này kia kiểu phát hoa, cái cành hoa này kia thì nó cũng giống giống như thế. Nó nên là nó cũng có cái tên là hồ điệp nha mọi người. Tiểu thì cái gì nó cũng nhỏ. Đấy, này, hoa rồi nó nhiều trên này nhưng mà nó nhỏ. Thế này do quá trình khai thác này kia thì nó rụng tùm lum hết rồi. Nên mọi người trồng ở nhà thì nó sẽ lên đẹp nha mọi người. Cây nó sẽ khỏe thôi. Đó. Rồi, 50.000 đem phần, gồm có 12 đến 13 cây như thế này nha mọi người. Đấy. Một này. 2, 3, nói chung là tính cây là cả khoảng 12 đến 13 cây trên một phần như thế này. Đó. Tình trạng cây thì nó khô ráo hết rồi. Này thì phải bảo quản khô ráo mới gỡ đi cho mọi người được nha. Đấy, không là nó nếu cái cây mà trong này nó mọng nước á, nó phải khô. Đó, rồi 50.000 cho một phần. Đấy. Thì phần nào nó giống như phần nào nha mọi người. Đấy. Thì 50.000 một cây như thế này. Nó 50.000 một phần như thế này. Đó, rồi có 4 phần nha mọi người. 4 phần hồ điệp rừng. Đấy. Đó, nó dao động từ 12 đến 13 cây. Đó, 12 đến 13 cây. Đó, 50.000 một phần nha mọi người. Rồi, đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em.
Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070 611 5694 nha mọi người. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi, một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ cái kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Thì để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Đấy, một lần nữa thì chúc tất cả mọi người một buổi tối thứ sáu cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Thì mọi người xem đặt hàng thì tối nay em bán và ngày mai thì mọi người xem được. Thì nếu mà thích hình nào thì mọi người cứ việc nhắn tin và gọi điện, thì còn thì em báo còn, hết thì em báo hết nha mọi người. Nên mọi người cứ thoải mái vui vẻ với nhau. Đấy. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn tất cả mọi người, mong mọi người ủng hộ cho em cũng như ủng hộ cho những người đồng bào tại địa phương. Thì người ta bỏ công sức để vào rừng hái những nhành lan để về cho mọi người sưu tầm. Đấy, rồi em xin phép dừng clip tại đây. Chào tất cả mọi người nha. Rồi.